Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Viết Dương, 38 tuổi, trú tại xã Epan, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 16 tháng 12 năm 2020, Dương mời anh Nguyễn Xuân Quyết, sinh năm 1985, và anh Lê Văn Cường, sinh năm 1986, trú cùng xã và một số người bạn đến nhà Dương ăn nhậu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, mọi người ra về, còn lại Dương, anh Quyết và Cường ra quán cà phê trước khuôn viên nhà của Dương để uống bia và hát karaoke. Khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Cường xin về trước. Thấy vậy, anh Quyết cũng xin về vì trời đã khuya và vừa gần đến ngày sinh con, đang ở nhà một mình đợi anh về. Do đó, anh Quyết nói để anh lấy xe máy chở Cường về, nhưng Dương không đồng ý. Lúc này Dương bảo anh Quyết lấy xe ô tô của Dương để chở anh Cường về, rồi quay lại uống bia và hát tiếp. Tuy nhiên, anh Quyết không đồng ý và ra lấy xe máy về, thì bị Dương giật lấy chìa khóa ném vào trong xe ô tô của Dương. Đồng thời, Dương lấy trên xe ô tô một con dao dài khoảng 50cm, đâm một nhát vào vùng ngực trái khiến anh Quyết gục ngay tại chỗ và tử vong. Sau khi anh Quyết mất 6 ngày, thì người vợ của anh sinh đứa con đầu lòng. Được biết, năm 2004, Đỗ Viết Dương bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Năm 2013, Dương bị công an thị trấn Ea Cờ Nốp, huyện Eka xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Viết Dương 20 năm tù giam về tội giết người.